Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị đã đến với kênh tin tức mới và chúc cho quý vị sẽ có những trải nghiệm thật tuyệt vời. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ngay phía bên dưới để cập nhật thông tin mỗi ngày các bạn nhé. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục tin tức showbiz nóng trong ngày. Cuộc sống của siêu mẫu Thu Phương với hai con riêng của chồng hiện ra sao? Mối quan hệ con chung con riêng của người đẹp Vũ Thu Phương khiến công chúng không khỏi ngạc nhiên. Siêu mẫu diễn viên Vũ Thu Phương từ khi kết hôn cùng chồng đại gia đã dần rút lui khỏi các hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên sau hôn nhân, người đẹp vẫn được công chúng quan tâm theo dõi và dành nhiều tình cảm cho gia đình nhỏ của mình. Không chỉ gây chú ý bởi gia thế khủng của doanh nhân Trần Thanh Hải, ông xã Thu Phương, chuyện tình của cặp đôi khiến công chúng không thể ngó lơ khi người đẹp đồng ý kết hôn với một người đã qua một lần hôn nhân và có hai con gái. Sau hơn 8 năm chung sống, cả hai hiện có hai con chung và vẫn giữ tổ ấm hạnh phúc đáng ngưỡng mộ trong gần ấy thời gian. Đặc biệt, cách cư xử nuôi dạy các con của người mẹ kế mới là điều luôn được công chúng theo dõi. Mới đây trên trang cá nhân, Thu Phương xúc động chia sẻ dòng thư các con viết cho bố mẹ và những câu chuyện bình dị cô dạy con gái lớn cách chi tiêu từ khi còn đang đi học. Những chia sẻ của người đẹp nhận được rất nhiều phản hồi của cộng đồng mạng ngay sau đó. Đọc tấm thiệp con gái yêu làm tặng mà lòng cảm thấy rưng rưng, hạnh phúc và tự hào thực sự bởi nỗ lực của con. Vì thương ba mẹ vất vả làm việc nuôi bốn anh chị em ăn học mà nàng quyết tâm chịu khó học để đạt được học bổng phụ giúp ba mẹ. Đôi khi mẹ cũng chạnh lòng khi cứ phải đóng vai ác trong nhà, cứ phải nghiêm khắc uốn nắn các con. Nhưng chỉ cần nhìn vào sự trưởng thành, khôn lớn, ngoan ngoãn, hiếu thảo, chăm học của các con, mẹ lại yên lòng tiếp tục nhiệm vụ. Vũ Thu Phương đăng tải dòng cảm xúc với dòng thư tay con gái viết. Tình cảm giữa con chung con riêng trong gia đình luôn là mối bận tâm của nhiều gia đình, đặc biệt khi các con ở tuổi trưởng thành. Tuy nhiên với Thu Phương, cô luôn biết cách dung hòa mối quan hệ này. Kết lại dòng trạng thái, người đẹp khẳng định, mới đời bánh đúc có xương đã là mẹ kế nên thương con chồng. Cụ thể bức thư con gái thứ hai của chồng viết cho mẹ kế và bố. Con cảm ơn ba mẹ vì đã nỗ lực mỗi ngày vì con, cho con ăn học, nuôi con lớn khôn mỗi ngày. Con mặc dù có điểm tốt cuối năm, nhưng con biết để có được cái điểm tốt ấy, ba mẹ phải la mắng, nhắc nhở con rất nhiều. Con sẽ cố gắng học thật giỏi để kiếm học bổng và bớt tiền học phí cho ba mẹ. Bức thư do con gái Bảo Ngọc gửi bố mẹ sau khi tổng kết năm học, tốt nghiệp bậc tiểu học, không chỉ khiến Thu Phương hạnh phúc và tự hào về gia đình nhỏ, mà khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ cách dạy con của ba mẹ trẻ. Dưới phần bình luận, nhiều ý kiến để lại hết lời khen ngợi cách làm mẹ của người đẹp sinh năm 1985. Làm mẹ như con thật tuyệt vời, giáo dục dạy dỗ con cái được như ngày hôm nay là phúc báo lớn con đã làm được, chúc mừng con và gia đình. Em là người mẹ hạnh phúc nhất, thật là cảm động với bức thư của cháu. Không những được các con yêu thương như mẹ ruột, Thu Phương còn là người bạn đồng hành cùng con trong tuổi dậy thì. Với con gái lớn, người đẹp dành nhiều thời gian nói chuyện để con có cơ hội chia sẻ. Mới đây, bà mẹ bốn con cũng chia sẻ cách dạy con tiết kiệm chi phí qua việc mua sách vở cũ với giá tốt thay vì đầu tư khoản tiền mua sách vở mới không cần thiết. Tuy cho các con cuộc sống đầy đủ như nhau, cả bốn con gái đều được học trong môi trường giáo dục có điều kiện học tập tốt nhất, nhưng Vũ Thu Phương luôn dạy các con cách tiết kiệm và quý trọng thành quả lao động của bố mẹ. Cuộc sống của thị màu Thu Hiền ra sao sau khi bị chồng thừa nhận khổ như ô sin? Tấn Minh và ca sĩ chèo Thu Hiền từng là đôi bạn thân thiết. Sau một thời gian tìm hiểu, cả hai đã yêu nhau và nên duyên vợ chồng. Ca sĩ Tuấn Minh được yêu mến với dòng nhạc đỏ cùng các ca khúc đi vào lòng người như Hà Nội mùa vắng những cơn mưa, Sao anh và sao em, Phố cũ của tôi, Thương lắm tóc dài ơi. Trên sân khấu chèo, Thu Hiền từng ghi dấu với hình ảnh thị màu lẳng lơ sắc sảo. Ngoài đời, chị chiếm thiện cảm với người đối diện nhờ vẻ duyên dáng hiền lành. Từ ngày yên bề gia thất vào năm 2004, khán giả ít thấy bóng dáng Huyền chèo trên sân khấu bởi chị chấp nhận lui về phía sau vùng vén cho gia đình nhỏ. Ca sĩ Tấn Minh từng chia sẻ rằng dù cả hai vợ chồng đều là nghệ sĩ, nhưng gia đình anh không thuê người giúp việc mà tự tay chăm sóc hai con nhỏ. Thậm chí Tấn Minh còn thấy vợ khổ hơn cả ô sin. Mới đây, nghệ sĩ ưu tú Thu Huyền chia sẻ về cuộc sống hôn nhân của hai người. Thu Huyền tâm sự, cô và chồng chưa bao giờ cãi nhau dù đã sống với nhau hơn chục năm. Thu Huyền chia sẻ bí quyết giữ hôn nhân yên ấm. Luật bất thành văn giữa tôi và anh Minh là có cái gì nói luôn, bởi cả hai đều nghĩ nếu đã sống với nhau, khó chịu với nhau ở những quan điểm lớn thì hạnh phúc kém bền vững. Nhiều nghệ sĩ bỏ nhau thường vì cá tính mạnh và cái tôi cao, nếu không cư xử hòa hợp thì khó sống cùng được.
Ở nhà chúng tôi rất hay trò chuyện. Khi có mâu thuẫn nhỏ, cả hai biết cách gạt bỏ cái tôi, tôn trọng và chia sẻ trên quan điểm xây dựng, không áp đặt hay cấm đoán. Vợ chồng cùng sống cho con cái. Bởi thế tôi và anh Minh phù hợp với nhau trong quan điểm sống, và nhất là chưa khi nào giận nhau quá 2 ngày. Trong mắt ca sĩ bức thư tình thứ nhất, Thu Hiền là một người vợ cá tính, thẳng thắn và tốt bụng. Chia sẻ bí quyết giữ lửa cho gia đình, nghệ sĩ Thu Hiền cho biết, trong gia đình Huyền, hai vợ chồng nói chuyện, chia sẻ quan điểm sống rất nhiều. Ngay từ khi lấy nhau, có những hôm đến 2-3 giờ sáng vẫn nói chuyện. Có thể nói chuyện về những vấn đề ngoài xã hội, nhưng qua đó mình chia sẻ với người bạn đời quan điểm sống của mình và cũng lắng nghe quan điểm sống của người bạn đời để thích nghi và phù hợp với nhau. Huyền Chèo nói thêm, lấy nhau được hơn 10 năm, chưa khi nào tôi có cơ hội để ghen với chồng, và anh Minh cũng thấy chúng tôi tin tưởng lẫn nhau. Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của Thu Huyền và Tấn Minh khiến ai cũng ngưỡng mộ. Niềm vui, hạnh phúc giản dị của họ là cùng hai cậu con trai đi chơi, đi du lịch hay tận hưởng thời gian ở bên nhau. Hiện tại, nghệ sĩ ưu tú Thu Huyền là phó giám đốc nghệ thuật của nhà hát chèo Hà Nội, còn chồng ca sĩ Tấn Minh là giám đốc nhà hát ca múa nhạc Thăng Long. Bận rộn là thế, nhưng đối với vợ chồng, con cái vẫn là trên hết, không thể bỏ lẫn. Cuộc sống của kiều nữ Ngọc Lan như thế nào sau 1 năm đính hôn? Trải qua những lần đần trong chuyện tình cảm, cuối cùng nữ diễn viên cũng tìm được bến đỗ cho cuộc đời mình. Ngọc Lan bây giờ đang tận hưởng những chuỗi ngày hạnh phúc bên người chồng rất mực yêu thương cô và thiên thần bé nhỏ đáng yêu bù bẩm. Ngọc Lan Thanh Bình làm lễ đính hôn vào ngày 22 tháng 7 năm 2016. Cuộc sống nữ diễn viên lại đánh dấu thêm một bước ngoặt đáng nhớ khi cô sinh con trai đầu lòng tại Mỹ vào tháng 2 và đặt tên là Louis Nguyễn, tên thường gọi ở nhà là Phôi. Có lẽ thiên thần nhỏ bé mang đến màu sắc khác cho cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ. Từ khi có con trai, Ngọc Lan dành thời gian nhiều hơn với gia đình. Cô chia sẻ khi con trai càng lớn thì tình cảm của cô dành cho con càng nhiều, làm gì cũng bị chi phối bởi con, đi đâu cũng vội về với con. Cô còn nói thêm, bản thân đã rất may mắn vì ông xã lúc nào cũng là người chăm con. Anh còn giúp đỡ cho Ngọc Lan rất nhiều trong công việc nhà. Sau khi có con, người đẹp dành nhiều thời gian để chăm con, nhưng cũng nhanh chóng bắt đầu lại với công việc. Giữa tháng 4, Thanh Bình đã tậu hẳn xế hộp tặng cho bà xã sau khi cô sinh cho anh một cậu con trai kháo khỉnh. Niềm vui sướng và hạnh phúc của Ngọc Lan như được nhân lên gấp nhiều lần. Cô chia sẻ, gia đình và bạn bè, các bạn sẽ chọn bên nào? Nếu hỏi tôi sẽ trả lời ngay, tôi chọn gia đình. Kiếp sau và kiếp sau nữa tôi vẫn chọn gia đình. Đơn giản, khi nghèo hay giàu, ốm đau hay bệnh tật, thì chỉ có gia đình bên cạnh và là động lực cho ta. Còn bạn, khi ta lâm nguy, thì chỉ có bè thôi. Về chuyện kết hôn, Ngọc Lan cũng nói thêm cô không biết trước được, tùy hứng, tất cả chỉ là hình thức bên ngoài. Quan trọng là hiện tại, nữ diễn viên cảm thấy hài lòng với cuộc sống của mình. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video. Và nếu thấy video hay thì đừng quên like, share và nhấn vào nút đăng ký kênh ngay phía bên dưới để có thể đón xem được nhiều video hấp dẫn hơn mỗi ngày các bạn nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.